Còn đằng trước gì? Ai xin nhỉ? Con xin. Con xin thì con vảnh đây để gì buộc tóc xin? Sao bạn nào mà xin thế? Con xin. Bạn nào xin nhỉ? Con xin. Bạn con là bạn nào? Bạn bóng. Bạn bóng à? Bạn bóng tên là gì? Bạn bóng tên là gì không? À, bạn bóng tên là gì đâu á? Bạn bóng tên là Quỳnh. Tên là Quỳnh. Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa. Phải không? Phải. Bạn bóng tên là Quỳnh Hoa không? Phải. Thế bạn bóng có xinh không? Quả. Có xinh. Bóng xinh nha. Đây để gì ra lấy thêm dây đã. Bạn nào mà chân thế?